A Di Đà Phật, bạch thầy, con là một người Phật tử có nghiệp ái rất sâu nặng. Con đã thử rất nhiều cách để diệt trừ đi những tâm niệm về ái dục của mình, nhưng thỉnh thoảng những tâm niệm đó lại cứ bủa vây lấy con, khiến cho cảm thấy rất buồn tủi, hổ thẹn với chính bản thân của mình. Con được một người bạn giới thiệu cho tụng kinh và trì chú Lăng Nghiêm có thể diệt trừ ái dục rất tốt. Con muốn hỏi thầy, có đúng như vậy không ạ? Và nếu con có thể áp dụng hành trì thêm kinh Lăng Nghiêm, mong thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con cách đọc tụng được không ạ? Con thành kính tri ân thầy. Không phải là đọc tụng cả bộ kinh Lăng Nghiêm, mà cái đây là gọi trì chú thủ Lăng Nghiêm. Trì chú thủ Lăng Nghiêm, công năng thần chú thủ Lăng Nghiêm diệt dục rất tốt. Nhưng không chỉ diệt dục đâu, mà còn diệt gì? Diệt tất cả các nghiệp chướng nữa. Nhưng mà thì chúng ta với một yêu cầu là gì? Hành giả thọ trì đại thần chú thủ Lăng Nghiêm thì phải giữ giới thanh tịnh, phải giữ giới thanh tịnh, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói lưỡi đôi chiều, vân vân. Đó là những cái gì? Ít nhất Phật tử tại gia đã phát nguyện thọ tam quy thì phải giữ gìn được cái lời phát nguyện tam quy của mình, là quy Phật, không quy gì hung thần quỷ vật, quy pháp là không quy tà ma ngoại đạo, quy tăng là không quy tổn hữu ác đà. Cho nên đã là Phật tử quy tam bảo rồi á, thì mình phải giữ được tròn cái gì? Cái lời phát nguyện tam quy tam kết rồi ba lần phát nguyện của mình đó. Phát nguyện là sao? Con quy Phật rồi, nguyện đời đời. Nguyện đời đời làm sao? Lễ kính chư Phật. Con quy Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp. Con quy Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Đó là ba lần tam kết. Cho nên ạ, trì chú thủ Lăng Nghiêm, công năng phá nghiệp gì? Rất mạnh, rất lớn. Tôi lấy một cái ví dụ giống như gì, người dùng cái búa để đập đá vậy. Nếu mà dùng người dùng cái búa tạ thì đương nhiên cái sức gì đập hòn đá là rất nhanh vỡ. Một cái hòn đá to như cái bàn này, nếu dùng cái búa tạ đập á thì rất nhanh vỡ. Nhưng không phải ai gì, ai cũng có thể cầm được cái búa tạ mà đập được gì hàng mấy tiếng đồng hồ. Còn nếu dùng cái búa chỉ 5 cân hoặc 1 yến á, thì đập rất là dễ, nhưng mà đương nhiên nó phải gì? Nó phải vỡ gì? Lâu nó mới vỡ được cái hòn đá đó. Nếu dùng cái búa chỉ 5 cân, hoặc cái búa đinh nhỏ nhỏ cứ gõ mãi thì nó mãi thì hòn đá to như cái bàn này cũng sẽ phải vỡ hết. Nhưng mà có thể gì? 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nếu mà dùng cái búa khoảng độ 10 cân á, thì có thể đập gì? 5 tháng hoặc 10 tháng gì? Hòn đá là to như cái này chịu không hết. Nhưng dùng cái búa tạ, có thể chỉ tiếng đồng hồ là hết. Nhưng mà không phải người nào cũng đủ sức khỏe để cầm cái búa tạ giơ lên cao và vung xuống để có lực. Không phải ai cũng đủ sức để cầm cái búa tạ để đập cả tiếng đồng hồ. Quan trọng là cái điều đó. Cái việc trì chú thủ Lăng Nghiêm cũng như vậy. Công năng diệt nghiệp, đặc biệt là gì? Cái diệt cái nghiệp ái dục rất là lớn. Nhưng đổi lại, người đó phải có sự giữ giới thanh tịnh và có sự phải có niềm tin kiên cố vào thần chú thủ Lăng Nghiêm thì sẽ diệt được. Đó. Đấy, Phật tử này thì nên xem mình có thể cầm cái búa một tạ hay là cái búa một yến hay là búa một cân hay là búa 5 cân hay là cái búa đinh để đập cái hoàn đá ái nghiệp ở trong gì? Trong thân tâm mình. Cái hoàn đá ái dục đang gì? Đang ngăn cản cái bước đường tu của mình. Theo thầy á, có một phương pháp là không dùng búa tạ để đập, mà dùng gì?
có nhiều cách để cho cái hoàn đá này có thể bở ra. Ta không thì không có đủ thời gian để làm cho hoàn đá này gì, để đập cho nó vỡ ra, dùng cái búa tạ để đập ra một tiếng, cũng không có thể có cái thời gian gì 5 năm, 10 năm để dùng cái búa đinh để đập cho nó vỡ nát ra. Ta có thể gì bỏ một vài ngày đi kiếm gì rất nhiều, rất rất nhiều gì củi khô ta chất chung quanh hòn đá đó, và chúng ta gì, chúng ta đốt, đốt cháy hết ngày này qua ngày khác, qua vài ngày thì cái hòn đá đó tự nhiên biến thành gì nhỉ, biến thành vôi. Biến thành vôi, và ta có thể gì dùng nước để tưới vào, và cái cục vôi đó gì biến thành gì, thành nước. Ta có nhiều cách cơ mà, thì không cứ là cứ phải là gì, người tu ái dục nhiều không cứ là cứ phải gì phải tụng tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm mới có thể diệt ái dục được. Có cách gì, thầy khuyên Phật tử này có cách gì? Hãy chịu khó gì? Đi đến những cái trung tâm, những người tàn tật, những gì, những trẻ mồ côi không nơi nương tựa, những người già tàn tật cô đơn không nơi nương tựa, đến đó để làm gì, làm công quả, đến đó để giặt giũ những đồ gì, những bộ quần áo của các cụ già đó và của các gì, các em nhỏ bệnh nhân tàn tật đó, quét dọn, lau chùi và bón cho gì, bón cho các em ăn. Phật tử này đảm bảo gì, một tuần đến đó làm công quả như vậy, nguyện đem công đức đó để diệt trừ tâm ái dục của mình. Một tuần đó làm việc như vậy, thầy nghĩ rằng trong, nếu một ngày Phật tử này ở trong cái gì, cái trung tâm đó để làm công đức thì từ thiện 10 tiếng đồng hồ, thì chắc chắn cả 10 tiếng đồng hồ đó không có một chút nào là khởi tâm ái dục lên cả. Vì sao? Hòn đá cái tuy chắc, ta lấy lửa gì, ta lấy củi chất chung quanh thật dày lên, ta gì, lấy lửa ta đốt vào, và hòn đá thì sẽ bị biến thì biến thành vôi. Tâm ái dục vì sao mà nhiều? Tất nhiên nó cũng gì, một phần là do nghiệp chướng ở đời trước kiếp trước thì tồn dư. Thứ hai là gì? Là cái cấu trúc thân thể của mỗi người có khác nhau. Vì có cái cấu trúc thân thể khác nhau cho nên á, cái tâm sinh lý của mỗi cái thân thể của mỗi người thì cũng có khác nhau. Thứ nhất là gì? Nghiệp tồn dư ở kiếp trước, sinh ra thân thể ở kiếp này, và thân thể kiếp này nó phối hợp với cái nghiệp tồn dư kiếp trước, cho nên có người gì tâm ái dục lừng lẫy. Như thời Đức Phật còn tại thế thì có bà Liên Hoa Sắc đó. Trước khi xuất gia, bà là một gì? Là một, mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu, là một cô gái làng chơi, một kỹ nữ, một cô gái làng chơi. Và kể cả cái thời hiện đại này, cận đại Việt này này, nếu chúng ta xem sách vở báo chí, chúng ta thấy có những người ở trên thế giới, cái tâm dục vọng của họ khủng khiếp, không ai giống ai. Thì chúng ta có thể hỏi tại sao thì anh lại để cho tâm dục vọng của anh này nó nhiều như thế. Họ cũng không trả lời được tại sao. Vì chính họ gì, họ cũng rất đau khổ vì cái điều đó. Họ không thể trả lời được. Và Phật tử này thì nói rằng Phật tử này có cái tâm ái dục rất là sâu nặng, đã thử rất nhiều cách để diệt trừ tâm niệm ái dục đó, nhưng gì, nhưng thỉnh thoảng tâm ái dục đó lại dâng lên để bủa vây. Nhưng không biết là cái cách mà Phật tử này thử như thầy nói này, dùng phương pháp đến những cái nơi như thầy nói, như là những chỗ trung tâm nuôi các cụ già neo đơn không nơi nương tựa, hoặc là trẻ em tàn tật, đặc biệt là trẻ em tàn tật. Phật tử này nếu ở Hà Nội thì nên đến gì? Nên trung tâm trẻ mồ côi Thụy An, hoặc các nuôi dưỡng những người già Thụy An. Những cái nơi nào càng khổ, càng nhiều các em bé hoặc nhiều các cụ già bệnh tật, ốm đau, nằm trên giường bệnh, không đi lại được, không tự mình sinh hoạt được,
Phật tử này càng đến đó để làm công quả. Và rồi Phật tử này sẽ thấy gì? Tâm ái dục của mình không cánh mà bay. Vì sao không cánh mà bay? Đây có thể là một bí quyết. Tôi sẽ không nói với Phật tử này vì sao nó có không cánh mà bay đâu. Nhưng đây có thể cho là một bí quyết. Phật tử này cứ thử đi. Và tôi đảm bảo rằng Phật tử này lên gì? Lên cái trung tâm như thế ở một tuần và làm công quả 10 tiếng đồng hồ một ngày, thì 10 tiếng đồng hồ làm công quả đó chắc chắn một gì? Cái tâm ái dục sẽ không dấy khởi lên để nung nấu Phật tử này đâu. Cứ thử đi. Rồi tôi mong là gì? Khoảng 1-2 tuần sau, Phật tử này sau khi thử, nếu được thử được một ngày thì chắc chắn là tâm ái dục sẽ trừ đi một ngày. Thử 7 ngày tâm ái dục sẽ trừ 7 ngày. Và làm nhiều lần như thế một thời gian, nó sẽ thành gì? Cái nếp. Và dần dần tâm ái dục sẽ gì? Sẽ biến mất khỏi gì? Khỏi trong ở con người của bạn, trả lại cho cái sự thanh tịnh để bạn thì bạn tu tập dễ hơn. Nhưng đây là gì? Hỏi vì sao lại như thế thì tôi sẽ không trả lời vì sao lại như thế. Hãy cứ thử làm đi rồi gì? Rồi tự mình sẽ biết. Giống như bây giờ bạn đã khát nước, bạn phải uống nước thì bạn mới gì? Có cái cảm giác là hết khát như thế nào. Bạn không thể gì thấy tôi uống nước bạn hỏi là cảm giác hết khát nước nó ra sao thầy. Tôi không thể trả lời cái cảm giác hết khát nước nó ra sao cho bạn gì? Bạn cảm nhận được. Cho nên đây là gì? Giáo pháp của Đức Phật. Tôi thường dạy các Phật tử gì? Hãy đến để mà nghe. Hãy nghe để mà gì? Mà ghi nhớ. Hãy ghi nhớ để mà học tập. Hãy học tập để mà hiểu biết. Hãy hiểu biết để mà tu tập cho gì? Cho đúng. Hãy tu tập để mà được cảm nhận được cái sự an lạc, giải thoát, tự do, tự tại ở trong gì? Trong giáo lý Phật Đà. Giáo lý Phật Đà Đức Phật thuyết ra để cho gì? Cho chúng sinh tu tập và chiêm nghiệm pháp lạc ở trong đó, chứng ngộ cái pháp giải thoát, tự do, tự tại ngay tại cuộc đời này ở trong đó, chứ không phải là thuyết ra để cho chúng ta cãi nhau. Cho nên tôi nói là giáo pháp của Đức Phật, hãy đến để mà thấy, thấy mà để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà chứng ngộ giải thoát là như thế. Hãy cứ thử đi. Còn bằng không thì Phật tử có thể học cách trì chú Lăng Nghiêm cũng được, dùng cái búa tạ để phá nát đi cũng được. Nhưng nghe lời cảnh báo của tôi lúc nãy, phải gì? Giữ gìn giới luật, mình thọ trì cho thanh tịnh, trì chú đại, trì chú Lăng Nghiêm gì mới có kết quả. Không có gì tác dụng phụ là gì? À, tác dụng gì? Là phản ngược lại đó. Chúng ta muốn diệt dục, dục chưa diệt mà gì? Cái khác nó lại gì? Lại sinh ra chúng ta còn khổ hơn nữa. Cho nên đây điều này Phật tử lại nên xem xét. Nên xem xét. Và có thể ngoài cái phương pháp đi tới các trung tâm mà như tôi nói đó, có phương pháp nữa là đi đến bệnh viện, cái phòng thí nghiệm, thỉnh mua lên một cái bộ gì? Bộ xương khô, treo lên trên đầu giường, hay để gì? Để ngay bên trước cửa ra vào phòng ngủ của mình á. Đây một phương pháp là ngày tôi gì? Ngày xưa tôi đi học tôi đã dùng, nhưng mà tôi dùng cái ảnh thôi. Vì ngày xưa tôi đi học á, nó cũng trẻ trẻ, cũng dễ nhìn, cho nên thì thường là bị cái nạn gì? Nạn má đăng già cũng quấy rối rất là nhiều. Có rất nhiều người gì? Thậm chí họ ngỏ lời họ thích mình, họ quý mình, họ yêu thương mình, vân vân. Nhưng mà vì mình muốn giữ cái tâm tu tập của mình, tôi đã trong suốt 8 năm học, tôi không treo ảnh Phật ở trong đầu giường ngủ của tôi, mà tôi treo một cái bộ xương khô, ảnh một bộ xương treo đầu giường của tôi. Và tôi thường là ngồi thiền trong 8 năm học đó, thường tụng kinh và ngồi thiền. Và mỗi khi tôi ngồi thiền thì tôi quay mặt tôi nhìn cái bộ xương khô đó. Và mỗi khi có một cái gì đó nó khởi lên xấu, cái niệm tâm xấu nó khởi lên, như ví dụ như ái dục chẳng hạn, thì mình liền nhìn vào bộ xương đó và gì, tu theo các pháp quán của Đức Phật đã dạy ở trong pháp tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc và các pháp tu quán khác mà Đức Phật đã dạy. Đặc biệt là phương pháp quán thân bất tịnh. Phương pháp quán thân bất tịnh, ngày xưa chúng tôi cũng thường thực hành cái phương pháp quán đó.
Đây cũng là một cái phương pháp. Và vị này có thể, nếu mà muốn tu tập theo phương pháp quán thân bất tịnh đó thì phải có thầy dạy cho mình. Thế phương pháp ngồi thiền đó, quán thân bất tịnh là phải có thầy dạy. Nếu không có thầy dạy mà tự cứ tự ngồi á thì có khi thì lại thành bệnh, bệnh còn nặng hơn. Bệnh ái dục rồi lại còn thêm những gì, thêm rất rất nhiều những căn bệnh khác vào đó nữa. Có thể là gì nặng hơn, có thể bị đơ đơ, thậm chí là còn gì điên điên khùng khùng nữa. Đó, cho nên đấy cũng phải lường trước. Đấy. Một phương pháp này theo thầy thì tốt nhất là nên làm nhẹ nhàng như thầy nói gì? Chất củi vào đun một vài ngày hoặc là một vài tuần để cho hòn đá rồi biến thành vôi, dùng nước tưới vào nó gì hòn đá kia sẽ tự biến mất vậy. Đó chính là phương pháp gì tu như thầy nói, đến những cái nơi trung tâm đó để quán tưởng, nhìn thấy rõ gì cảnh giới đó và nghĩ rằng là mình còn hạnh phúc chán, tại sao mà mình gì không tu tập, mình lại suốt ngày để cho cái tâm của mình gì khởi cái dục vọng lên làm gì ngăn che cái sự tu tập, sự hướng Phật của mình. Dần dần chúng ta sẽ tìm được lối ra mà an toàn, vừa có công đức, vừa tìm được lối gì thoát khỏi cái tâm ái dục bủa vây của mình mà lại an toàn nữa. Xin dừng câu hỏi đó ở đó.